Chào mừng các bạn đến với trung tâm hỗ trợ Sapo. Trong video này, chúng ta cùng đến với cách cài đặt cấu hình vận chuyển theo quận huyện. Để cấu hình vận chuyển theo quận huyện, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị, sau đó chọn mục cấu hình và chọn cấu hình vận chuyển. Cũng giống như ở video cấu hình vận chuyển theo khu vực, nếu bạn đã thiết lập phí theo khu vực, lần này bạn chỉ cần bấm nút sửa và thiết lập phí theo quận huyện. Ví dụ, bạn muốn cài đặt phí vận chuyển cho quận huyện theo phí vận chuyển theo giá trị đơn hàng. Bạn bấm vào nút thêm. Ở pop-up này, bạn tích chọn vào điều chỉnh theo quận huyện. Sau đó, bạn thiết lập phí vận chuyển theo quận huyện. Và ấn lưu sau khi hoàn tất. Sau khi thiết lập tại màn hình đặt đơn trên website, nếu bạn đã lựa chọn khu vực và quận huyện sẽ hiển thị ra số tiền phí vận chuyển như bạn đã cài đặt. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong các bước cài đặt cấu hình phí vận chuyển theo quận huyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video hướng dẫn tiếp theo. Hãy bấm subscribe và ấn vào nút chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ Sapo nhé.